Hi, xin chào mọi người, chào mừng mọi người lại đến với kênh Vân Family Cuộc Sống Mỹ. Ngày hôm nay mình sẽ đi Saoko Plaza xem trang trí Tết Nguyên Đán 2023 Tết Quý Mão nha. Này đã đổi chủ rồi và người chủ mới này á, là người gốc Hoa, cho nên mọi người có thể thấy được là ngày lễ Tết những cái dịp trang trí á, thì nó sẽ theo hướng phong cách Trung Hoa ha. Và như người Việt Nam mình á, là Tết Quý Mão là hình ảnh con mèo, còn đối với người Trung Quốc thì là hình ảnh con thỏ. Thì con thỏ tượng trưng cho sự tài vượng, phú quý với cái vẻ ngoài đáng yêu và hoạt bát, cho nên nó cũng mang hàm ý của may mắn cát tường. Và ngoài ra nó còn mang cái hình biểu tượng á, là thần bảo hộ, trừ tà ma, bệnh tật. Khá là nhiều thông tin về cái hình ảnh của chú thỏ trong cái suy nghĩ và cái tư tưởng và quan điểm ha. Mọi người có thể tham khảo thêm ở trên những cái trang mạng xã hội. Những cái cây cam chanh ở trong này á, mọi người nhìn tưởng là giả ha, nhưng mà thật ra nó là cây với trái là trái chanh thật, còn trái cam với trái quýt á, là trái giả nha. Tại vì Vân có đứng lại gần để mà Vân sờ thì thấy là vừa thật giả lẫn lộn với nhau luôn. Năm nay á, họ để một cái bục hình tròn trụ và có ba mặt điện tử. Thì trên cái mặt điện tử này á, là những cái phong cảnh sông nước, rồi thác, rồi núi, rồi hình ảnh chú thỏ ôm cái túi tiền á, tượng trưng cho sự tài lộc nè. Và có nhiều cái câu chữ Happy New Year, chúc mừng năm mới xuất hiện và chạy liên tục luôn. Rất là đẹp và bắt mắt những cái người tới tham quan, rồi chụp hình quay phim lại. Ở trên thì là một chú thỏ rất là to lớn, tượng trưng cho con giáp của năm nay. Hôm đó Vân rất là thích đứng lâu để mà xem hết tất cả những cái phong cảnh ở ngay trên cái bức màn điện tử này nè. Và kèm theo là chạy chữ, xong rồi có nhạc hay lắm. Cái trang trí Tết này á, bắt đầu từ ngày 20 tháng 1. Vân không biết khi nào mới kết thúc, cho nên mọi người nhanh chân tới đây để mà chụp hình rồi cùng đi dạo ở trong plaza nha. Thank you.
cảm ơn mọi người đã ủng hộ cái video ngắn trang trí Tết Nguyên Đán 2023 ở Sao Cốt Plaza của Vân nha. Xin chúc cho tất cả mọi gia đình luôn được nhiều bình an, sức khỏe, vạn sự như ý, hạnh phúc an khang. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.